Tác phẩm Người trầm sớ giấc mơ là một bộ truyện linh dị viết về những câu chuyện ma quái giữa hai cõi âm dương. Tác giả sử dụng ngôi thứ nhất để kể về một ngôi làng ẩn giấu bí mật, tựa giống như đang đọc một cuốn nhật ký. Có thể nói, nội dung cốt truyện không có những màn chiến đấu hoành tráng, không có đấu pháp hay đánh nhau với yêu ma quỷ quái. Thế nhưng điểm thu hút người đọc đó chính là cách xây dựng nội dung và cách kể chuyện của tác giả. Là một bộ truyện kinh dị, thế nhưng nó không có những cảnh máu me chém giết. Sự kinh dị của Người trầm sớ giấc mơ chính là khiến cho người đọc phải rợn tóc gáy vì những thứ mà mình không biết được. Sự âm mưu bao trùm cả câu chuyện mới là điểm kích thích. Mọi chuyện khởi đầu từ khi bắt đầu làm tang lễ cho ông nội của nhân vật tôi. Mọi người thường hay nghe nói qua người chết không nhắm mắt, thế nhưng nhất định là chưa có từng nghe qua người chết không ngậm miệng. Và ông nội chính là một ví dụ điển hình cho sự việc kỳ lạ này. Mở đầu câu chuyện chính là ngay khi tang lễ bắt đầu. Những câu chuyện kỳ lạ xảy ra khiến cho tang lễ này không thể nào thực hiện một cách bình thường. Tuy cuối cùng cũng hoàn thành việc chôn cất người chết, nhưng mọi chuyện chưa có dừng lại ở đó, mà đó cũng chỉ là mới bắt đầu. Xác chết cư nhiên nằm cạnh tôi vào đêm hôm đó, là ai dám cả gan đào mộ người đã khuất chứ? Thế nhưng, những dấu hiệu ở ngôi mộ là cho thấy không có ai đào từ bên ngoài cả. Dấu vết đào mộ xuất hiện từ bên trong, chính là người chết bỏ ra ngoài. Không còn cách nào khác, phải mời người có tay nghề bên ngoài làng về giải quyết. Trần Tiên Sinh là một người thợ làm giày, ban ngày làm giày cho người dương, ban đêm thì làm giày cho người âm. Là một người cũng được coi như là lợi hại, nhưng cũng không thể nào triệt để giải quyết vấn đề của ông nội, mà chỉ có thể tạm thời áp chế. Vấn đề trước mắt chỉ là tạm thời được áp chế, thế nhưng kỳ thật lại đang càng thêm nghiêm trọng. Hóa ra ông nội vốn dĩ là một thợ cản thì rất lợi hại, mà cái chết của ông vốn là do ông tự quyết định để áp chế một thi thể khác. Người này áp chế người kia lại trả thù người này. Rốt cuộc, những người nhận hậu quả là những người có liên quan tới đám tang của ông nội. 28 thanh niên đào mộ và bác cả của tôi dính phải ngũ thể đầu địa và chỉ có thể sống sót trong vòng 7-7-49 ngày. Trong thời gian này, tôi phải tìm ra cách để giải quyết mọi chuyện. Thế nhưng vấn đề không chỉ ở mỗi chỗ của ông nội và thi thể kia. Những bí mật bắt đầu dần dần lộ ra cùng với sự xuất hiện của những người khác. Thậm chí, ngay cả Trần Tiên Sinh luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi cũng có vẻ dường như không có được bình thường lắm. Có thể nói, nhân vật chính trong chuyện không có được những năng lực đặc biệt gì. Hắn chỉ đơn thuần là bị kéo vào những rắc rối, được ông nội để lại cho mọi thứ và băng vào góc nhìn tôi để giúp cho độc giả trải qua những tình huống ma quái. Bởi vì tôi là một người bình thường, vậy cho nên những câu chuyện mà hắn trải qua mới càng đáng sợ. Một bộ truyện hết sức là kinh dị của tác giả Lạc Tiểu Dương. Các bạn hãy nhớ bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những video giới thiệu về những bộ truyện hay nhất.